nay con lắm con ơi. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 84. Bán bánh mì này nhiêu năm rồi bà? Hai mấy năm rồi con. Hai mấy năm hả? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại đường Hưng Lợi thuộc quận Cái Khế của thành phố Cần Thơ. Và ngày hôm nay có dịp về đây thì Bùi Hồ muốn mời cô bác quý anh chị một thưởng thức một ổ bánh mì khá là đặc biệt của bà Sáu Nguyên. Mà hàng ngày người ta thấy được bà là một cái ổ bánh mì với một cái đôi tay gung gãy. Và để tìm hiểu về cuộc sống của bà cụ hơn 20 năm bán bánh mì mưu sinh trên cái tuyến đường này giữa một cái thành phố sầm khuất như thế này, mời cô bác quý anh chị cùng vô trong với Bùi Hồ ha. Dạ con chào bà Sáu. Bà Sáu ơi, năm nay là bà Sáu là bao nhiêu tuổi rồi? 84 tuổi. 84 tuổi rồi. Bà Sáu là bán bánh mì ở đây là bao nhiêu năm rồi bác bà Sáu? 20 mấy năm rồi. Con thấy bà Sáu là bây giờ cái đôi tay của bà Sáu sắc dưa leo gung gung quá kìa. Wow. Ngày bà Sáu bán được bao nhiêu ổ bánh mì? Có bữa nào mà ấy thì bán được 20 ổ hết, còn ấy là không có bao giờ hết. Dạ 20 ổ thôi. Bà Sáu bán từ mấy giờ đến mấy giờ? 6 giờ sáng cho tới 7 giờ tối về. Trời ơi 20 ổ, mỗi ổ bà Sáu bán nhiêu tiền? Ổ 10.000, 12.000 tùy. Dạ ở đây là có bánh mì thịt với bánh mì ốp la hay sao? Mì thịt, mì ốp la, chả lụa nữa. 10.000, 12.000 ngày bán vậy đủ mưu sinh không, đủ sống không? Không đủ đâu con. Dạ bà Sáu là có mấy người con? Giờ còn ở chung đây với đứa con gái với cháu ngoại. Dạ bà cảnh sát có tổng cộng mấy người con? 4 người mà chết hai thằng trai chết hết trơn rồi. Dạ còn hai người con gái? Còn hai đứa con gái, đứa thì nó rửa xe mướn trên này nè. Rửa xe mướn? Còn người? Còn người thì nó bán đây. Dạ bán đây rồi nó đi về nó chợ nấu cơm rồi này kia. Dạ là bà Sáu là truyền nghề lại ha. Bây giờ là đi chợ nấu cơm thì bà Sáu phải đứng ra bán ở tại chỗ này đúng không? Rồi bán 20 ổ vậy lời được nhiêu trời con không biết luôn á. Trời ơi lời em mấy 20.000 nữa chết rồi không. Dạ nhiều con ơi. Em có thể quay mặt cho bà Sáu cho cả nhà cùng thấy nè. Rồi hồi đó giờ là cứ bán bánh mì suốt vậy thôi. Rồi bây giờ bán khi nào mới về hưu? Chưa đâu biết. Dạ khi nào mới về hưu nó con nghe với. Thì về hưu lúc nào cũng về hưu được hết trơn á, nhưng mà giờ mình khổ quá mình phải ráng thôi. Dạ chiếc xe bánh mì của bà Sáu chỉ có 20 ổ mà sáng bán sáng giờ còn nhiêu nè cả nhà, nó cả nhà thấy không? Còn gần 10 ổ đang mà ổ có mười mấy ngàn thôi. Bà Sáu có ba loại bán bánh mì, có một là thịt nè đúng không, hai là trứng, ốc la, rồi ba là chả lụa. Chả lụa là nhiêu tiền? Thịt với chả lụa nó một bằng một giá. Rồi thịt này ai làm cho bà Sáu á? Nhỏ con gái nó làm. Hồi xưa là bà Sáu tự làm đúng không? Nó làm không mà bà không có làm, tại vì tay chân bà cũng lâu lắm rồi. Vì sao nó bị run, bị nhức mỏi gì không? Nó không có nhức mỏi mà nó run, làm gì cũng thấy nó mệt mệt cho mình đó. Tuổi này còn mưu sinh vậy thấy cực dữ ha bà Sáu ha. Bà Sáu làm cho con ổ bánh mì ốp la với ổ bánh mì thịt cho cả nhà cùng xem với. Quá con ơi. Rồi bán vậy sao hồi đó đủ nuôi mấy đứa con của mình? Hả? Em qua đây quay ngược lại nè. Sao bán vậy hồi đó sao? Hồi đó ổng chạy xe Honda ôm á. Rồi giờ ổng té rồi ổng đâu có đi được, cái đạp xe đạp rồi chở, rồi bữa nào ổng chở gì đi về nhà trọ ở á. Dạ trời ơi trời, cái tay có một cụ rồi. Trời ơi trời. Ổ mì ốp la này là nhiêu tiền? Ốp la 12.000 con. Hồi đó là ông Sáu là đi đạp xe ôm, bà Sáu là bán bánh mì. Mà bây giờ già làm dư giả không có thì đến tuần tuổi này cũng phải mưu sinh ha bà Sáu ha.
Em có thể quay bà có bao giờ nó rung quá nó đâm vô tay mình không? Cũng cẩn thận lắm con ơi. Cũng cẩn thận lắm. Thấy người ta bây giờ tuổi già nghỉ ngơi mình mưu sinh mình thấy cũng hai ổ phải không? Dạ. Hai ổ nhiều thịt được không? Bà Sáu thì sao mà sắt chả được bà Sáu? Hả? Sắt chả được không? Được. Nói kìa, bà Sáu còn mỗi mì kìa, cả nhà thấy thương ghê không? Kêu để lỡ khách mà kêu 10 ổ chứ bà Sáu làm lâu lắm đúng không? Kêu gái nó xuống nó làm. Đây là thời tiết nóng chứ không phải là lạnh mà bà Sáu gung như cả nhà ở miền Tây. Thời tiết giờ rất nóng nhưng mà tuổi cao á, thành thử là bà Sáu cầm bánh này cũng hơi khó. Và hình ảnh mà Bùi Hồ chia sẻ không phải là muốn cho cả nhà thấy được rằng là mua hai ổ mì mà phải bắt bà cụ làm như vậy, mà đây là công việc hàng ngày của bà Sáu. Và nó đã gắn bó với bà Sáu hơn 20 năm rồi. Khi mà con gái của bà Sáu về nấu cơm thì bà Sáu phải chịu cái việc là bán bánh mì cho khách như thế này hàng ngày đúng không bà Sáu? Dạ, ai cũng thấy thương bà Sáu cả. Có ai mua lần chục ổ không? Bà Sáu làm bên đây thì cái bên đây cái nó khét luôn rồi nè. Có, người ta mua, người ta cha. Bà Sáu vừa làm bên đây thì bên đây trứng cắt bánh mì không kịp á. Cái trứng con... nó khét luôn rồi cả nhà. Trả lại, cắt luôn con. Dạ, cắt luôn hay sao? Luôn. Vậy ốp la vậy là chín dữ chưa? Chín rồi. Chín rồi. Từng tuổi này có còn mong ước gì không bà Sáu? Trời ơi, mong ước cũng không được gì đâu. Nói con nghe thử thôi, mong ước gì? Mong ước cho mình còn thông thả, có dư giả đồ này kia. Dạ. Đó. Tiền bạc đừng có khó khăn quá. Dạ, khó khăn quá ha. Trời. Nhìn kìa cả nhà, thương ghê không? Thương thấy không? Đó, vậy đó. Nóng không bà Sáu, nóng không bà Sáu ơi? Nóng. Xúc động không cả nhà? Bằng tuổi bà ngoại của Bùi Hồ luôn á. Bà Sáu tuổi Thìn đúng không? Tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ. Cuộc sống mưu sinh mà bắt buộc phải vậy đó cả nhà. Rồi đây cho con mượn. Này, ổ mì này này là bao nhiêu? Ổ này là 12. 12 ngàn. Con bỏ vô bọc sao? Ổ này thịt ra. Thịt chả lụa hen. Chả lụa với thịt. Ăn ổ mì này sốt lắm cả nhà. Ở đây không phải là Bùi Hồ phải bắt bà Sáu làm như vậy, nhưng mà đây là cái công việc hàng ngày của bà Sáu. Thì khi mà xem á, cả nhà cũng thông cảm thôi. Tại vì chia sẻ những hình ảnh này thì cả nhà rất là xúc động đúng không? Một bà cụ 84 tuổi rồi, hàng ngày phải bán bánh mì cho khách nè. Ngày bán 20 ổ thôi. Trời ơi trời, xót xa không? Con ơi. Ăn ổ mì của bà Sáu ăn không vô luôn á. Không phải là không ngon nha, mà không đành lòng để ăn ổ mì thôi. Hôm nay thì Bùi Hồ đi với lại một người em, nên là nữ hai anh em hai ổ ha. Mỗi ổ này 12. Ổ này 10. Là 22 ngàn. Đúng không? Thiếu. Thiếu. Cho thiếu luôn. Nói hồi đó là của ông Coleman cho cái tủ mà. Cho thiếu luôn. Bây giờ cần muốn cái tủ khác không? Tủ rồi. Đây cả nhà. Bà Sáu quay ra để con cho cả nhà thấy cái hình ảnh một bà cụ bán bánh mì với coi. À. 84 tuổi rồi. Ở cái tuổi mà người ta nghĩ rằng là phải được con cháu của mình phụng dưỡng ở cái tuổi già. Tuy nhiên thì bà Sáu hàng ngày phải sáng từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Hơn 20 năm qua thì với công việc bán bánh mì này. Ngày hôm nay thì bà Sáu đỡ một phần nào nữa khi mà có con gái của bà Sáu phụ. Tuy nhiên vì cuộc sống nó vất vả quá, nên bà Sáu cùng với con chồng của mình phải mà mưu sinh. Có bao giờ mình thấy gì cái tự nhiên mình muốn khóc không?
Thì sao không? Tuổi thì mình cũng hận với người ta. Mà sao giờ mình khổ quá vậy? Hồi trước nó bà khá lắm đó nghe. Hồi trước bà khá lắm? Ừ. Khá sao nói con nghe quá? Ở bên đó đó, đất của bà bên đó đó. Rồi cũng buôn bán vậy. Có tiền dư dả, dạ, giúp đỡ người ta. Bà cũng có đất ở đây luôn hả? Đất đây luôn. Trời ơi, vậy bên là... đó đó. À, nguyên một mảnh đất bự luôn là của bà. Có 2.000 mét vuông rồi, còn trời... của người Anh. Ờ, rồi sao vậy? Rồi bị hoạch. Ờ. À. Rồi bây giờ là coi như là hết tiền rồi. Thì quy hoạch thì sao đi, người ta có bồi thường cho mình mà. Bồi thường không có nhiêu tiền hết trơn á con ơi. Rồi cái thằng con trai của gì đó, nó bị bệnh ung thư nó chết. Tốn hết tiền luôn, còn thiếu nợ tới bây giờ. Con trai có gì ung thư gì? Thư gì mà tốn hết bao nhiêu tiền? Nhiều lắm con ơi. Đó đền được 200 mấy chục triệu mà. Tại vì tiền ngày xưa là lâu lắm rồi đúng không? Có nghĩa là đất ngày xưa, cái số tiền ngày xưa 200 mấy chục triệu nữa rất là lớn cả nhà. Nhưng mà bây giờ thì coi như là sau khi mà đền bù xong á, thì cái số tiền đó là con của bà tự nhiên đổ bệnh rồi sau đó bà lấy cái số tiền đó bà lo hết cho con của bà luôn đúng không? Còn cái người con còn lại thì sao? Thì nó ở chung với một đứa con út. Người con trai còn lại á? Con trai chết luôn. Sao bị? Có hai đứa, một đứa 3 tuổi chết. Còn cái thằng chết sau này là 37 tuổi. Còn hai đứa gái, đứa 53, đứa 57. Rồi đành, rồi sau khi lo hết bà hết tiền là hết. Là hết hết luôn, là mất luôn. Có vợ không? Anh nó có vợ không? Thằng đó hả? Nó có vợ. Thằng 37 tuổi á. Rồi bây giờ là kêu bây giờ bà để kêu ổng kêu nhỏ gái xuống rồi. Phụ bà hả? Thôi con muốn tâm sự với bà một tí à. Không phải, xuống là nói coi con chuyện này kia nọ chứ giờ gì. Làm hồi thấy mệt. Thôi bà không làm nữa đâu. Vậy là ổn mì này là 12.000. Con ăn rồi con thiếu. Con chả đúc nữa thiếu. Con chả đúc nữa thiếu. Chả đúc là sao con không hiểu? Chả đúc là thí chỉ. Vậy là Từng là một đại gia nha cả nhà. Bà sao tính ra nếu như mà có đất ngay tại thành phố Cần Thơ, Từng là một đại gia rất là khá giả đúng không bà sao? Đúng không? Và sau này cuộc sống nó chuyển biến á. Rồi bây giờ bà Sáu phải làm lũ đến thời điểm bây giờ. Mà cả nhà ổ bánh mì do chính tay của bà Sáu. Bà Sáu làm thưởng thức với Bùi Hồ. Đây là ổ bánh mì chính, chỉ có giá là 12 ngàn thôi. Bánh mì này khoảng hết 2-3 ngàn rồi. Rồi cái trứng này khoảng 5 ngàn nữa, hoặc là khoảng 5-7 ngàn một ổ. Mời cả nhà thưởng thức thử bà Sáu làm như thế nào ha. Dở đi con nói dở, ngon thì con nói ngon. Để con biết con kêu mọi người ủng hộ. Được không? Bánh mì mềm vì đẩy ngoài này à, lâu quá cả nhà. Hai là trứng của bà Sáu á, không có hai anh em hỗ trợ thì chắc bị khét luôn. Nhưng mà chung quy lại á, ổ bánh mì này ngon nha cả nhà. Ngon vì mình cảm nhận được rằng á, ở cái cuộc sống con người nó đầy rẫy sự khó ăn ha. Mà tuổi này còn phải mưu sinh thì thấy nó vất vả quá. Và mình sẽ thưởng thức hết ổ bánh mì này. Nhưng mà 22.000 đúng không? Ngon lắm. Bà Sáu làm tuyệt vời. Số 1. Nè làm tuyệt vời. Số 1. Ngon quá. Hộp cơm của bà Sáu đem theo ăn hả? Con nó về nấu ăn cơm gì hôm nay? Cơm gì? Chưa ăn luôn hả? Chưa ăn. Bây giờ hơn 12 giờ nhưng mà bà Sáu chưa ăn cơm. Con để cơm dưới này ha. Để bên cái thùng kìa. Con để bên này ha. Bà trưa không có về luôn. Cả nhà biết không, khi mà Bùi Hồ ăn ổ mì á thì ở trong cái ổ mì nó còn cái vỏ của cái trứng á. Lý do cái tay của bà Sáu á bị rung vậy nè, nên khi mà đập cái trứng ra đó cả nhà, thì cô bác anh chị thì cái vỏ trứng nó còn dính vô trong cái phần
lòng trứng luôn, nên thành nữ là, nhưng mà thôi ăn ăn vậy thì nó cũng có chất dôi mà cũng tốt mà đúng không, nó giúp cho mình cứng xương hơn. Bà Sáu ơi, vậy là ổ này của bà Sáu là một ổ là 12.000, ổ là 10.000 cộng lại là nhiêu? 22.000 trả bà 22.000 nè, bớt ngàn đi bà Sáu ơi. Bớt ngàn đi. Trời ơi, bớt làm gì thì bớt ngàn đi chứ. Bớt 2.000 luôn. Bớt 2.000 trả đây. Ê, em buồn lắm con ơi. Sao buồn? Tại mình khổ quá rồi. Vậy hả? Cuộc sống hả bà Sáu? Dù sao thì cũng phải mưu sinh để mà dù khi mà lớn tuổi mình không còn có tiền tích lũy thì mình cũng phải cố gắng mình mưu sinh đúng không? Đúng không? Chỉ mong sao mình có được đầy đủ cái sức khỏe là mình vui rồi. Chỉ cần sức khỏe mình đi đứng bình thường thôi. Nhưng mà con không biết là tại sao cái tay bà Sáu ngày xưa có bệnh gì không mà sao nó cung như vậy? Không có bệnh gì chăng, tự nhiên bà không biết chăng á. Tự nhiên không có thấy rung. Bây giờ còn đỡ đỡ lúc trước còn rung nữa đó. Vậy hả? Lúc trước là rung nhiều nữa. Bây giờ ngoài có cái chiếc xe bánh mì người ta cho bà Sáu còn mong ước gì bà Sáu nói với con thử không? Có nhà cửa đàng hoàng thôi. Ủa nhà bà Sáu hiện nay là không có nhà hả? Bà Sáu ở nhà trọ mà. Ở nhà trọ là bao nhiêu một tháng? 2.2 tháng. Ở chung với con luôn. Giờ bán bánh mì, rồi ông Sáu là bán số. Ngày xưa là đạp xe ôm, chạy xe ôm, rồi bây giờ bán số rồi. Có đứa con gái của bà Sáu làm cái gì? Nó bán này. Phụ với bà Sáu. Nhưng mà thu nhập của gia đình đó là mỗi ngày là được khoảng 200.000 không? Không có đâu con ơi. Dạ hả? Làm gì có được tới 200.000 ngày. Cả gia đình cả ba người luôn thì chắc hơn đúng không? Cũng không được. Nếu mà được vậy rồi khỏe lắm, đâu có nổi gì đâu. Vậy còn thiếu tiền trọ không? Còn chứ. Thiếu nhiều. Thiếu người ta mình cũng không ấy. Đồ lắm con ơi, cái nhà trọ đó đóng tháng có khi có tiền đóng có là thiếu, người ta xài trải cho đồ đủ. 2.2 triệu là có điện nước chưa? Điện nước luôn. Là 2.2 triệu. Bao điện bao nước luôn. Ở nhà trọ gần đây không? Trên này chút mình nhanh thêm vận động ấy. Qua khỏi ngã tư lên chút rồi con... nằm phía bên trái. Con không biết là bà Sáu ngày nào cũng bán bánh mì gì, hay là có ngày gặm gì nghỉ không? Không có nghỉ ngày nào, Tết cũng bán luôn. Tết vừa rồi cũng bán luôn. Vì mình không bán là mình không có tiền mình mua sinh đó. Đúng không? Bà Sáu có chai dầu nào không? Không có, bà Sáu không có. Có bà Sáu cài chai dầu nữa xíu rồi. Ừ. Ông hơi xài hết rồi cái người ta cho. Đó, cho dầu nhỏ xíu này ta cho hả? Ta cho hay mua? Ta cho. Dầu này giống dầu diêm son quá vậy. Còn chai dầu này bự hơn chai dầu đó không? Hả? Bà Sáu biết sử dụng chai dầu này không? Để con mở ra cho bà Sáu ha. Bà Sáu này rất là... bà Sáu này mấy ngày qua thì rất là nổi tiếng trên TikTok vì với cái hình ảnh một bà cụ mà bán bánh mì với đôi tay cũng gãy á. Đây chai dầu này màu trắng. Đây là chai dầu hai nắp nên bà Sáu sẽ nhận xuống như thế này nè nha. Đó, rồi dặn ra. Đó. Còn dặn lại thì dặn bình thường thôi. Thấy à? Bà Sáu nói con bà Sáu dặn cho bà Sáu sức thì tuổi già. Đây là của cô Mi ở Mỹ. Mà có lúc thỉnh thoảng cũng có người ta đợi ta cho mà cái nước xanh. Con là nước màu trắng. Đây, tiếp theo, gửi cho bà Sáu phần này trước. Mai mốt gặp. Cái này bà Sáu dặn xuống. Đè xuống. Dặn ngược lại. Dặn ngược lại. Đây đây. Đây đây đây. Dặn ngược lại vậy. Đúng không? Vậy như là xong á. Bà Sáu chỉ cần dặn sang đây nè. Rồi đó dặn ra. Đúng rồi, đúng rồi. Con này đầy lại. Vô. Đúng rồi. Thì lại là xong. Nhận ra là không phải là nhận gì nha, mà phải đè xuống mới nhận ra được, hiểu không? Dạ, bà Sáu hiểu chưa? Hiểu rồi. Rồi, con nhận lại cho kính cho bà Sáu để vô cái túi ha. Rồi bà Sáu, con để ở đây cho bà Sáu ha. Nè.
Đây là 1 triệu với lại chai dầu của cô My ở Mỹ gửi cho bà Sáu. Một ổ mới 2 ổ miệng 1 triệu lời không? Lời to. Lời to, nay bán trúng bánh rồi đúng không? À. Này con gửi cho bà Sáu nè, để cô My gửi ha. À. Cô My gửi bao nhiêu? Cô My ở Mỹ gửi cho bà Sáu, điếm thôi. 1 triệu. Triệu nay à. Đủ đó, đủ đóng tiền trọ không? Hả? Tiền trọ hả? Tiền trọ đó đủ 2 triệu 2. Ừ. Này trúng bánh rồi. À. cầm đồng tiền với đôi tay cũng gãy nhìn thấy thương ơi cả nhà. Như cô bác anh chị. Này bà Sáu bỏ túi đi. Để em thủ cái bỏ túi rồi nó rớt rồi. Và ngày hôm nay có mặt ngay tại quận Ninh Kiều của thành phố Cần quận Cái Khế của thành phố Cần Thơ. Ngang hông khách sạn Mường Thanh đó cô bác anh chị. Thì Bùi Hồ muốn chia sẻ cô bác anh chị hình ảnh một bà cụ hàng ngày ngoài 80 tuổi hàng ngày vẫn lam lũ với nghề mưu sinh bán bánh mì. Và mấy mươi năm qua vì cuộc sống nó chuyển biến từ một bà cụ, từ một người phải nói là có phải gọi là đại gia ngay tại vùng đất Tây Đô này. Thì bà Sáu sau một thời gian thì với biến cố của gia đình đó thì cuộc sống của bà Sáu hiện nay rất đổi khó khăn. Khi mà cả nhà về Ninh Kiều, về Cần Thơ đó thì ghé ngang ủng hộ cho bà Sáu 1-2 ổ mì, coi như là tiếp thêm động lực cho bà Sáu có một cái vốn mưu sinh. Rất mong cô bác quý anh chị cũng sẽ đồng hành với Bùi Hồ ở trong những video clip tiếp theo. Bà Sáu ơi, con chúc bà sức khỏe nha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ và bà Sáu xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô bác quý anh chị ở video clip sau. Xin chân thành cảm ơn cô My ở Mỹ cũng như là tất cả quý mạnh thường quân đã đồng hành với Bùi Hồ trong những video clip qua. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô bác quý anh chị ha.